Xin chào tất cả anh em trên kênh và tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc. Sáng hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách bẫy gà rừng theo kiểu truyền thống nha anh em nhé. Theo kiểu truyền thống. Đây, ngày xưa thì là thường thường là hai cái cọc như này và dây thì bây giờ thì mình cải tiến là lấy cái dây lấy cái cây nó có độ dẻo và làm cái con gai để cải tiến đi. Nhưng mà sáng hôm nay thì mình sẽ không đặt theo cái kiểu cải tiến mà mình sẽ đặt theo kiểu truyền thống của các cụ ngày xưa nhé. Mình sẽ đóng hai cái cọc để làm con gà trước để anh em được mới vào nghề được tham khảo nha anh em nhé. Đây, trước tiên là anh em đi tìm được hai cái cọc có hai cái móc như thế này. Và có nhiều anh em trước thì cũng hay đặt cái móc đi đằng trước như thế này. Nó rất là ảnh hưởng đến cái dây nó bật lên. Và trước thì mình cũng đã từng bị và cái dây nó hay bị móc vào đây này anh em này. Và giờ mình sẽ cải tiến nó lại. Và quay ngược cái móc về đằng sau. Thì hai cái móc nó sẽ không ảnh hưởng đến cái dây khi bật lên. Và nó sẽ chuẩn, độ chuẩn nó sẽ cao hơn. Khi mình đóng mình đến cái điểm nhất định thì mình sẽ phải dừng nhá. Thấp quá thì cũng rất là phức tạp anh em ạ. Khi anh em đóng anh em lưu ý là đặt một cái cây vào đây. Xem nó bằng là được, hai cái cọc bằng nhau là được. Và thứ hai, anh em tìm một cái con gà trên và một cái con gà dưới. Đây, một cái trên và một cái dưới. Thì anh em để sẵn như này. Và giờ mình sẽ chỉ cho anh em cách thắt cái vòng nha anh em nhé. Đây. Đây. Gấp đôi nó vào. Và anh em thích vòng to vòng nhỏ thì anh em tùy anh em chỉnh. Đây và mình sẽ thắt nó vào. Đây. Như này nhá. Là ok nhá. Và đến anh em ướm thử xem cái vòng mình thích tầm nào thì là mình để. Đây. Cái vòng cứ tầm 30 là chuẩn nha anh em nhé. Và anh em đã ướm được cái vòng mình đến tầm nào thì mình sẽ buộc cái con gai vào cái khoảng mình lựa chọn. Cái này cũng quyết định cho cái vòng của mình rồi. Cái này là con gà nha anh em nhé. Đây. Khoảng này là khoảng cái vòng. Còn một cái khoảng dây tầm 30. Thì mình sẽ buộc vào cái cần bật.
Đây, cái đoạn dây của mình trước là bị cụt ngắn đi rồi, dính một em chó bị con chó nó cắn đứt đi và không đủ cái khoảng dài để mình làm, thì mình phải nối thêm một đoạn, thì nó có cái đoạn đôi như này thì không sao anh em ạ. Và mình đã chọn được một cái cần bật nha anh em nhé. Mình định chọn cái cây bên này nhưng mà cây bên này nó to hơn và rất là căng, và mình đã chọn cái cây này. Bên này nó nhỏ và nó có độ đàn hồi rất là cao, vì vậy là mình chọn được cây này làm cái cần bật. Và khi nó mình kéo về cúi thì nó ngay ở trên cái con gài của mình, như vậy là rất là đẹp nhá anh em nhá, được cái thế rất là đẹp. Và cái dây với cái con gài thì là nó là một góc vuông, vì vậy là rất là tuyệt vời cho việc mình buộc con gài và cái dây và con gài. Đây, mình đã buộc xong nhá. Đây nhá. Và cây bên trong là mình làm cây bên trên để cài con gài, và cây bên dưới mình kéo lên để mình làm con trượt. Và như thế này là mình chỉ việc là đặt cầu tự thôi. Cái các cây này cũng gọi là cầu tự hoặc là lấy. Đây, như này nhá. Và anh em chỉ việc là mở vòng thôi. Đây, thì anh em luồn sang như này và kéo ra là nó có một cái vòng. Đây, như vậy là mình đã được một cái bẫy nhá. Mình cũng không cần phải test thử nữa đâu, có nhiều anh em cũng xem kênh của mình và cũng được biết rồi, thì mình không cần phải test thử. Và đây, anh em lưu ý nhá, mình nói qua, khi anh em đặt con gài thì hãy móc từ đằng sau sang bên đằng trước để con gài khi nó bật và nó sẽ cái lấy của nó sẽ bị lật sang bên kia, thì là nó sẽ không móc cái dây nhá anh em nhá. Có nhiều anh em gài từ đằng sau và khi con gài nó tụt xuống và con gài nó bật lên và nó móc kéo cả cái dây này lên, thì là nó ảnh hưởng đến cái độ nhạy của cái dây. Vì vậy là anh em lưu ý là đặt đằng sau sang nhá anh em nhá. Này, ví dụ là như này, nếu mà như thế này thì là nó bật lên là nó sẽ như thế này này. Đấy, nó khều cả cái dây này lên và cái độ nhạy của nó sẽ giảm đi nhá. Và mình đặt như thế này thì là cái dây nó không ảnh hưởng gì cả, thì cái dây nó bật nó sẽ lộn sang đằng sau và cái dây này nó vẫn tự nhiên. Đấy, đây là cái kiểu bẫy mà truyền thống theo cách ngày xưa các cụ, và mình về sau mình cải tiến đi làm hai cái cây như này. Một cái cây mình tìm cái dây nó dẻo và mình
cắm luôn như thế này thì mình đỡ phải đi tìm hai cái móc. Đây, như thế này thì nó chỉ cần một cái con gài bên dưới thôi, không cần phải kiếm con gài bên trên và không cần phải kiếm hai cái móc thì là nó dễ dàng hơn. Mình đi mình chỉ thấy những cái dây nó vừa cứng và có độ dẻo, khi mình bẻ hoặc là mình uốn cong thì là nó không bị gãy đứt ra thì là được. Thôi vậy là đã được một cái bẫy nhá, và mình sẽ tiếp tục đặt một cái bẫy cạn nữa. Thì mình sẽ chia sẻ anh em một cách đặt bẫy cạm và cách đặt bẫy dây hiệu quả nhất mà hay là mình vẫn hay thường đặt. Mình chỉ chia sẻ cho anh em, những anh em mới bắt đầu vào nghề được học hỏi thêm một chút ít kinh nghiệm để đi rừng nhé. Còn những anh em được biết rồi thì bỏ qua cũng được, và cũng đừng ném đá ném điếc gì mình nhiều nhá anh em nhá. Thôi, và cái lối rất là đẹp này, chỉ như vậy thôi nhá anh em nhá. Và cái bẫy bên dưới này hôm trước thì cũng dính được một em gà lôi về, có anh em cùng lấy về nuôi anh em ạ. Mình không nuôi được nhưng mà có anh em nó lấy về nuôi. Đây, cái bẫy bên dưới này nhé. Đây, chính cái bẫy này. Và bên dưới này có một cái bẫy cạm nữa nhưng mà không vào anh em ạ. Thì mình cũng đặt để mình vừa tranh thủ đi cạo nhựa thì mình có cái để thăm thôi. Và giờ mình sẽ đặt một cái bẫy cạm ngay ở cái lối này này. Mình đã định được một cái điểm để mình đặt một cái bẫy cạm khu vực này nhé. Giờ mình sẽ chuẩn bị. Đây là cái điểm mình chọn để đặt cái bẫy nha anh em nhé. Đây là cái bẫy của mình. Và mình giờ mình sẽ lên bẫy trước nhé. Thành những cái bẫy của mình trong quá trình nó cũng khá là lâu và nó cũng dẻo rồi. Dẻo nhưng mà nó vẫn có sự cứng cáp nha anh em nhé. Thì vậy là mình lên bằng tay thì nó cũng rất là ok. Khi anh em mua bẫy về là anh em phải kiểm tra những cái bẫy của mình. Và anh em bóp kẹp cái này vào này. Kẹp hai cái này vào nó sát nhé, để nó không bị khi cái bàn của mình nó không bị lắc lư như thế này nhé. Những cái anh em vừa mua về thì là nó không kẹp vào đây, như cái này này. Đây, như cái này anh em không kẹp vào sát thì là nó sẽ bị lắc lư nhé, nó sẽ bị lắc lư như thế này này. Khi anh em nghiêng bên này thì nó sẽ lắc và nó sẽ tì lên trên cái vành bẫy này. Đây. Thì là độ bật của nó sẽ không có nhé. Vì vậy là anh em kẹp vào như cái bẫy của mình. Kẹp vào, kể cả mình nghiêng bẫy thì nó cũng không sao nhé. Nghiêng bên này nó không sao, nghiêng bên này nó cũng không sao. Vì vậy là cái bẫy của mình rất là chuẩn luôn anh em ạ. Cái nào cái đấy rất là chuẩn luôn. Về mình chỉnh sửa nhé. Anh em lưu ý cái điểm quan trọng nhất cái lấy là bóp hai cái này vào. Hai bên. Để cái bàn nó không bị lắc lư nhé. Rồi, vậy là xong cái bẫy. Và giờ mình sẽ đào cái. Đào cái hồ bẫy thì anh em bẫy của mình loại nào thì là mình sẽ đào theo cái bẫy của mình. Mình dùng 14 thì là cái hố của nó cũng phải 14 nhá.
Mùa này cũng là mùa nghỉ bấy rồi anh em ạ, chẳng qua là mình làm video để cho anh em học hỏi thôi, còn mùa này cũng là mùa hết mùa bấy rồi, mùa nắng nóng nên như thế này thì là nghỉ bấy rồi. Và mình còn một cái khu bấy ở bên bụi chuối nữa. Mình bảo là hôm qua hôm kia thì mình cũng bảo là đi thu về rồi, nhưng mà hôm qua thì cũng lại có một chút ít trời mưa, vì vậy là mình còn để thêm 1-2 ngày nữa thì mình sẽ đi thu về hết thôi. Còn mùa này nếu mà những anh em nào chịu khó và được dối dái thì vẫn có thể là đặt bẫy bình thường. Nếu mà anh em ngày nào và sáng nào cũng đi thăm được liên tục thì là không sao, nhưng mà cứ có việc bận 1-2 ngày mới đi thăm thì là nó vào thì là nó hay bị hỏng. Cái mùa này là cái mùa nóng nực, nó vào nó khát nước thì là nó hay bị chết nha anh em nhé. Vì vậy là anh em được dỗi thì đi đặt, còn không được dỗi thì cũng nên gỡ những cái bẫy về để sang năm mình đặt lại. Và cũng cái mùa này là cái mùa thú rừng nó sinh sản rồi, và mình cũng không đặt nữa để nó bảo tồn nòi giống, đến mùa thì mình mới đi đặt thì là nó sẽ có sự phát triển hơn. Cái video mình làm này là mình làm xong là mình sẽ ngày mai ngày kia mình sẽ về, mình sẽ gỡ về thôi, mình không để lâu, gọi là mình chia sẻ cho anh em được biết thêm những cái kiến thức đi rừng. Chỉ vậy thôi nha anh em nhé, là mình đã được cái bấy rồi và giờ mình sẽ phủ lá. Đây, khi anh em đặt cái bấy thì anh em lưu ý này, nó phải bằng phẳng với cái mặt đất này, bằng phẳng nhá, không được lệch nghiêng cao, nó nhô cao hơn cái mặt đất thì là nó sẽ khi con hàng nó qua nó sẽ bị phát hiện được. Cái bẫy này mình sẽ ngụy trang cho thật kỹ nha anh em nhé. Đấy, phủ lá và giờ mình sẽ tìm đất mùn về mình. Mình phủ nhé. Đấy, chuẩn nha anh em nhé, cái bẫy như này là chuẩn nhé. Đây, đấy, cái bẫy như này liệu
đã đạt chưa theo anh em, cho mình một lời bình nhá anh em nhé. Ngụy trang thêm một chút ít xem là như này đã đạt chưa. Thì có nhiều anh em bảo là mình đạt chưa đạt mấy, nhưng mà theo mình nghĩ là thế này là cũng tạm rồi. Đây, cái bẫy ở khu vực này rồi. Vậy là mình cũng đã chia sẻ cho anh em được cả hai cái cách bẫy theo kiểu truyền thống nhé, kiểu bình thường. Và giờ mình sẽ kết thúc video ở đây thôi. Anh em xem thấy hay thì nhớ ủng hộ mình để có thêm động lực đi rừng và làm chia sẻ được nhiều video hay hơn, bổ ích hơn. Chào anh em.